Chào mừng bạn quay trở lại bằng Lê Soccer YouTube Channel. Vâng, và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi sự kiện Europa League mới và giải đáp thắc mắc vì sao mà những câu lạc bộ lớn như Manchester United hoặc là Arsenal lại không có trong danh sách lần này. Vâng, thì đầu tiên cái event của chúng ta sẽ gồm có 5 chương. Cái chương đầu tiên là chương chính và các 4 chương sau là lần lượt chia thành các bảng A, B, C, D. Vâng, và chính vì chỉ lấy 4 bảng đầu tiên cho nên là những câu lạc bộ lớn thì sẽ chưa nằm trong các bảng này. Chúng ta sẽ có danh sách, đó là bảng A có Sevin, Strasbourg, AK Athens, FCSB. Bảng B chúng ta có Dynamo Kiev, Copenhagen, Malmö, Lugano. Bảng C chúng ta có Getafe, Sparta Moscow, Trabzonspor, Basel. Và cuối cùng bảng D chúng ta có Sporting, PSV, Rosenborg và LASK. Vâng. Thì vẫn chưa có các cột của Anh như là Manchester United, Arsenal hoặc Wolverhampton trong này. Vâng, thì ở cái giao diện cái chương đầu tiên thì chúng ta sẽ được chọn bảng. Thì EA nó sẽ cho chúng ta một cái bảng mặc định. Là như ở đây là mình đang mở được bảng A. Còn nếu mà chúng ta không thích cái bảng A thì chúng ta có thể lựa chọn cái offer tốn 10.000 con ở sau. Thì EA sẽ cho chúng ta đổi bảng. Và nếu mà chúng ta đổi được bảng chúng ta thích rồi thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta vào chơi event. Chứ không thôi nếu mà bạn có thể vô được một bảng mà có những cầu thủ mà chúng ta không thích. Vâng, và ở bên cạnh cái phần mà đổi cái bảng đó là phần đổi cầu thủ, tức là bạn phải tốn 10 Europa token thì bạn sẽ nhận được một trong các phần thưởng như sau. Phần thưởng thứ nhất đó là một cầu thủ Europa League over 82, hoặc là có cơ hội nhận được cầu thủ phiên bản premium, hoặc là chúng ta có thể nhận được cầu thủ 83, hoặc là chúng ta có thể nhận được phiên bản 83 premium. Ngoài ra thì đặc biệt chúng ta có offer là các cầu thủ từ sự kiện Champions League over 87 hoặc sự kiện Champions League over 89 nữa. Vâng, rất là tuyệt vời. Và những cầu thủ sự kiện Champions League hoặc là Europa League này thì tí nữa chúng ta sẽ có danh sách sau. Và ngoài ra thì có các phần thưởng khác như là hai cầu thủ gold từ Europa League, hoặc là các phần thưởng skill boost bao gồm 100 skill boost, 125 skill boost, 150 skill boost và 200 skill boost. Vâng, các bạn rất nhiều skill boost. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với giao diện Group Shaper. Đó là khi mà chúng ta đã chọn bảng rồi, bạn có thể chọn bảng A, B, C hoặc D. Đấy, thì như các bạn được thấy là nó sẽ gồm các event và các trận đấu. Thì danh sách event các trận đấu như sau. Đây, như bạn có thấy trận đầu chúng ta chơi skill và tốn 5 năng lượng thì chúng ta sẽ nhận được 5 skill boost và 2 Europa token. Tương tự như vậy, tới cái trận 4 thì chúng ta vẫn tốn 5 năng lượng, chúng ta được tận 15 skill boost và vẫn được 2 Europa token. Tóm lại là tổng hợp khi mà bạn đi tới hết thì chúng ta sẽ nhận được 120 skill boost và 32 token. Vâng, và cuối cùng sau đây sẽ là danh sách các cầu thủ mà chúng ta sẽ có được trong sự kiện này. Đây thì anh em có thể thấy thì những cầu thủ Europa League over 87, 88, 89 đó là những cầu thủ thuộc dạng Man of the Match, tức là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trận. Ở đây chúng ta có thể thấy là Angel Di Maria, cầu thủ đã có một trận đấu xuất sắc giúp cho PSG đánh bại Real Madrid, hay là Jasper Simonsen của Valencia và Hector Herrera của Atletico Madrid. Vâng, nếu mà bạn nào chơi team Tây Ban Nha thì sẽ có lựa chọn thủ môn và cũng như là vị trí tiền vệ rất chất lượng. Ngoài ra thì nếu bạn nào chơi giải Pháp thì chắc rất ít đây, thì chúng ta có thể sử dụng Angel Di Maria. Ngoài ra thì trong danh sách của các cầu thủ của Europa League thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều cầu thủ lạ. Tuy nhiên trong đó vẫn có một số cầu thủ khá tên tuổi như là Enhardy của Sevilla, Quates của Sporting, Malen của PSV, cầu thủ người Hà Lan đang thời gian gần đây đang được đá chính rất nhiều ở đội tuyển Hà Lan. Tiếp theo chúng ta có Daniel Sturridge của Trabzonspor, hoặc là Denis Bojko thủ môn khá nổi trong Season 1, Season 2 FIFA Mobile đang bắt chờ Dynamo Kiev. Vâng, rất nhiều. Ngoài ra thì mỗi cầu thủ thì đều có phiên bản premium và phiên bản thường.
Vâng, thì nói chung là cái tuần đầu tiên thì cũng chưa có gì nhiều, chưa có nhiều cầu thủ hot ở Europa League. Tuy nhiên, đặc biệt chúng ta lại có 3 cầu thủ tới từ sự kiện Champions League phiên bản cầu thủ xuất sắc nhất trận. Và đặc biệt cái event này cũng cho chúng ta khá khá lượng skill boost để chúng ta tiếp tục tích lũy và nâng OR. Vâng, và hy vọng qua video này anh em sẽ biết sơ được về sự kiện Europa League mới. Và hy vọng anh em sẽ có chiến thuật hợp lý để chúng ta có thể trữ lại các tài nguyên, chúng ta đợi các bạn sau với những cầu thủ ngon hơn và chúng ta sẽ chơi tiếp tục. Xin được cảm ơn em quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn lại anh em những video tiếp theo.